Chào mọi người, thì hôm nay mình có dịp đi biển anh em ạ, biển ở sông Cầu. Đấy là đi ra thăm cái bè nuôi hàu của mấy anh em chú cháu. Đấy, thì xưa đến giờ chưa được đi biển lần nào nhá mọi người. Hôm nay mình đi biển mình thấy có những thứ rất là lạ. Đến bờ vỏ ốc rất là nhiều. Cái này mà ở nhà thì mấy đứa nhỏ rất là thích đây. Đấy. Rồi chắc phải nhặt mấy 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 cái này về Bơi ra để chứ. làm đồ chơi cho Bơi mấy bơi đứa. ra chứ. Và mấy anh em ngồi bàn bạc để cái phương án xem cái phương án ra bè như thế nào. Bởi vì đem thêm đồ ra mọi người ạ. Nó một đợt trước cách đây 4-5 năm nuốt ở trong queo rồi, rồi nuôi tôm rồi dù nào cũng lâu rồi đó, rồi giờ đây giờ lỗ hết được rồi. Bán hay neo đây bục ván xuống nay chín nửa khối cắt tâm ở đây có những con mà hồi bé giờ chưa nhìn thấy luôn, những con này này không biết con này là con gì. Dán thì cũng nhìn chả phải con dán. Con này con gì chú? Cũng là dán hả? Dán biển. Chưa thấy bao giờ luôn ạ. Cái này thì chỉ ở biển có, biển nước mặn có. Mấy con này nó ăn gỗ. Ăn gỗ hả? Ăn gỗ gầm nước. À. Lắm nhỉ. Đây. Chất được một thúng ván này cho mọi người. Chất một thúng ván là bây giờ đợi cái tàu ngoài kia để lấy cái kia kéo này đi. Đấy. Không biết tí nữa có dám ngồi không. Đầu kia là có một anh đang hình như vệ sinh lồng giặt, vệ sinh máy móc xa quá mới quay không. Vấn đề tiếp theo là kiếm chỗ đậu xe nhưng mà để nhường cái chỗ này, nhỡ mà có xe ai vào thì họ họ có chỗ họ vào họ đỗ họ lấy đồ lấy hàng. Đấy, rồi xe là phải đặt chỗ khác, còn lại mình này mấy ấy mấy cái neo. Có cần kéo sắt không? Cẩn thận nha bà con. Ui. Như thế. Kéo sát vào tí nhá. Hai cái. Ui, mẹ nặng thế. Công này. Hai cái. Một cái như 26 30 kg đấy. Mà một mình Quang chơi luôn cái. 26, 26 kg không? Có bỏ cho khéo khéo không? Lỡ mà nó có tuột xuống biển không? Thả xuống hả? Lên luôn hả? Chú Quang lên đi. Lên thị phạm nhỉ. Rồi. Thấy được không? Cao đấy cao quá, đứng thấp thấp rồi. Siêu rộng mới thấy được. Bắt được tiếp tên của bố của cháu. Được không? Thì quay làm vlog. YouTube luôn là YouTube luôn. Đó, bắt con tôm lên, lầm tôm lên. Ui, có tôm gì đây? Tôm gì? Bắt đầu đâu rồi? Kìa, show đây.
Ui mẹ, có con tôm to đấy, bắt được con tôm đây hay đấy. Bắt được. Ồ, quá. Con tôm to dữ. Vỏ tôm, cái vỏ nó lột đi á. À vỏ hả? Dạ. Con tôm gỡ đó, nó đi nó trâu gỡ đó, cái điều bạc. Lên cái ghế này xem nào. Ui. Ủa mày. Ôi chạy tao để rót heo lên câu. Từ 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 xong không? Ui. Ôi chạy tao để rót heo không? Ui mẹ kia nó giật kìa. Cái này là phải đứng. Này là lấy neo hả? Ê quá. Rồi, nhặt neo. Mỏ neo của mấy anh cướp biển Caribe á. Rồi mình đi hướng nào ta? Quay ở đây hả? Kéo theo một thúng hàng. Quên cần dầu ngoài kia nha. Tháo cái sợi dây đó ra thẻ tao quay anh không? Thẻ tao đậu nó ra lấy. Tháo cái sợi dây neo ra luôn đi. Rồi chạy vô lấy cần dầu xong rồi ra lấy cái đó. Thẻ tao luôn đi. Không không. Thả cái đấy hả? Được quá. Được 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 được. Thẻ tao luôn đi. Nè, chịu liều thế. Ủ, em đề ba nhấp số. Đấy, hấp dẫn á. Bơi vào, nhảy vào bơi. Quên căn dầu nhau. Rồi, bây giờ phải xuống lấy căn dầu. Lấy được căn dầu rồi, bây giờ ra lấy cái thúng. Quay lại nhặt cái thúng. Xa xong lấy được không? Thúng gì vậy? Hay phết nhỉ. Này ngồi đây được không? Đây coi anh lái tàu bằng cái chân. Từ đây lấy khoảng bao nhiêu phút? Tiếng rưỡi. Làm gì một tiếng rưỡi như vậy? Từ đây đấy một tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi đấy nhỉ? Từ đây là có tiếng rưỡi. Sao vậy được? Từ đây ra lấy tiếng rưỡi hả? Tao đây. Chắc tưởng độ có 15 phút chứ. 15 phút ra. Có gì nào có cảnh vô gió thì nhanh. Thì mình xa lắm à. Mày chú cái đảo đó hả? Bây giờ ra đảo kia hết tầm một tiếng rồi nhau ơi. Cano. Ngoài đấy cạn nó sâu không? Có sâu cạn sâu không? Sâu à? Được. Đầu anh đạp ga tăng tốc á. Cậu tên gì? Hưng hả? Bao nhiêu tuổi rồi? 22 hả? 32. 32 mà nhìn trẻ đấy. Con này không nhìn đâu, tuổi cũng lớn hơn mà không nhìn cũng trẻ hơn tôi không ơi. Đó. Còn 22 không này? 27, 25.
Hôm kia sinh năm 97. Hôm nay 2005. Nhìn theo. Nhìn hai ông này già hơn ông này rồi. Hỏi thật bao nhiêu tuổi? Hỏi thật sinh năm nhiêu? 90. Năm 90. Còn chú ngồi hút thuốc ở chú Quang. Chú Quang có vẻ là đang như hôm nay chú Quang hơi buồn hiệu. Chú Quang hôm nay hơi buồn rồi chú Quang. Đi cái này vui phết nhở. Mấy cái đùm đùm lên là gọi là gì ta? Có cái rớ. Cái đấy hả? Ở đây người ta gọi cái rớ, bắt cá. Rớ. Còn cái đào cao cao đấy họ họ dựng lên để làm gì đấy? À à. Được cái rớ hả? Ôi cứu mẹ ơi. Bóp mẹ ơi. Một giây nhé. À đây là cái ép bè đây. Ui hết dầu. Ui còn nó lại tới kìa. Nó lại tới kìa. Móng rồi, móng rồi, móng rồi. Ui dồi ôi. Đây có mấy bác thợ đang làm bè. Chào mấy bác thợ nhá. Đây hầu giống đây nha, hầu giống mọi người. Này dỡ lên con được không? Thôi cái này để review sau ấy. Để đây, mai kia ra quay review nó mới hấp dẫn như giờ nó. Dỡ bên đây này, hầu lớn này. Bên này to chưa? Đó, dỡ lên. Ừ. Ui dồ, cái thùng đấy mềm nhớ. Cần chỗ nước tổng. Hầu lớn hả? Dỡ lên. Đây này. Dỡ dùng phát thử tị, tị đúng không? Dạ. Đấy, đó. Đâu nó ở đâu, con hầu là con nào đâu? Con nào là con hầu chứ? Đấy. Con hầu đây hả? Đây là cái thịt nó đâu? Nó trong này. Ủa, ở trong đấy nữa. À. Nhìn như cái vỏ ốc mà ở trong này có con hầu hả? Nó đi bán được rồi mà chờ bán tốt nó mới ra giá. À nó lép lép vậy là. Mà ở trong nó lại hay nhỉ. Ok. Thả xuống. Mang dây ra cho mấy anh cột. Dây bị thiếu. Trên quanh hoạn nha. Thiếu bao nhiêu sợi nữa mấy anh thợ? 20 hả? Vân kiều, vân kiều. Đây. Thế hình như có anh nào bữa nhậu thịt chó đầu kia không ta? Ý, không nọ có anh nào nhậu đồ kia mà nhỉ? Đây không có anh nào nhậu hồi bữa, không có anh nào nhậu đấy. Đằng lạ. Quán ngồi quấy không? Quán ngay cái đầu cầu ấy nè, ngay gần gần cầu. Còn có một quán như vậy đâu mà. Nè, có một quán, một con thịt chó đấy hả? Có một quán. Đây, xem mấy anh cột cước. Lít rượu có thịt anh. Bè, cái bè này rộng bao nhiêu anh? Dài rộng bao nhiêu anh? Dạ. Chiều ngang được 8 mét không? Chiều dài 40. Đủ, đây bằng cái lô đất này. Đây vừa bằng đất nền trên luôn đấy. 8 bông mưu thì giá nhiêu? 200 mét vuông hả? Ê, bè là 20 mét vuông. Bao nhiêu mét vuông? 8 bông 32. Nhìn tất cả nhân rộng. Đây trong mai mốt là mình cột thầu vào đây gì không? Okay. À, đây cột y như này.
từ đây lại kia xa lắc hết chứ nhỉ, ra bờ cũng xa phết, mà được cái lặng lặng gió nhỉ, không không sóng không mất. Ông có dạy sóng không? Từ đấy ra đây chưa thấy say mà không biết ra kia nó như nào. Dạ dạ, bên đây trời im này. Trời im không? Ừ. Trời sóng gió nữa. Nè. Tại vì trước giờ chưa đi biển lần nào. Say say thì chỉ có say bia say rượu chứ làm gì có. Say tinh. Say tinh. Lần đó. Anh nhanh tên gì anh? Anh tên gì? Em tên đó. Anh đó hả? Đó, à, đó không? Đó, đó. Còn anh con đùi kia. Anh em tên Su. Anh Su à? Anh đó, anh Su. Đó Su. Đồ lên YouTube rồi, đó tiếng rồi. Anh hai anh chắc lớn tuổi anh em nhỉ? Anh sinh năm bao nhiêu? Ờ, 88. Anh 88 rồi, lớn hơn rồi. Lớn hơn từ 4 tuổi ạ. Còn anh gì anh? 87. Anh Su. Còn anh kia chắc cũng lớn hơn nữa. Anh kia mới 18 nữa. 18. Còn lỗ này là có sẵn chứ phải không? Mình tự làm luôn hả? Mình đục chứ, mình lấy đồ mình đục chứ, mình đâu biết cái kích thước bao nhiêu đâu, cái cây bao nhiêu đâu, mình ngồi để mình đục chứ. Nè, đem ra mình ướm vô mình mới đục ạ. Thì lỡ mình để lên nó chặt sao? Ờ. Cần đạp, ôi dù, cái gì vậy? Cứ mày. Nó cần đạp xuống cho thẳng không? Thôi, đưa được anh, để cột xuống đạp. Ờ. Trời nắng đi. Anh tí ở trần rung mạnh. Đây vô dây nè. Ngắn hơn hả? Anh đang xô dây. Xô dây tí nữa thả neo. Kéo về. Xem anh đục lỗ để buộc dây. Anh tên gì anh? Thật. Anh thật à? Anh Su. Anh cái này chuyên để làm bè đấy nhỉ, chuyên làm bè. Su cột neo lại. Mình cột xong mình đem ra đến nơi mình thả xuống nhá. Đánh trôi. Cột nhìn giống cột lưỡi câu. Câu đại. Chiều rộng 8 thước, chiều dài từ đây ra kia 40 thước, chiều dài 40 thước. Cột những cây tre dài này khi cột xong là chặt cho nó bằng, cho nó gọn. Đây là một số giống và một số hàu vừa mới được thả ngày hôm qua nha mọi người. Đấy, bè này mới được thả ngày hôm qua. Đây, vì đầu này xong rồi mà cần chỗ để thả hàu nên là phải thả sớm. Thực ra mà chưa xong, còn làm ở đây xong còn kéo đi chỗ khác nữa. Đây, những cái đùm này gọi là đùm vỏ chứa hàu non trong này đây. Mai mốt nó lớn là nó sẽ ở trong cái những cái vỏ đấy. Mất lát à? Thì từ ngoài biển nước nó đâu có bị gì đâu mà lát nhỉ? Ui dồi ôi. Chỉ ở chỗ này nó chả lát.
hả? Lên đủ lên đấy. Đôi cái đó chim kia bị đôi. Lát trắng trắng đấy nhỉ. Mấy con chất đủ mấy con ta kia không? Đấy, vừa đang đây hả? Vớt 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 vớt. Có cá cá sống luôn hả? Sống. Vượt lên mình coi thì. Ồ. Ủa cá chim đấy hả? Không phải. Thì bình. Còn lết không? Bén như dâu lam. Thả đây ra. Thôi. Cá chim. Đây là đang tìm chỗ để neo bè mới. Mình đang xuống bè. Cần đạp phụ không? Đạp phụ không? Đấy ạ. Ngồi đạp hả? Ôi, xuống rồi. Dính cái gì rồi? Mắc cái gì đâu kia? Mắc cái bụi tre đúng không? Mắc cái đùm tre dưới kia. Bây giờ là ra bè. Hay gọi là kéo bè, ra bè. Anh Thạch anh đang chuẩn bị ghe để kéo. Còn mấy anh em đây đang làm công tác chuẩn bị. Lùi lại hả? Lùi lại. Đó. Đấy. Mắc cái gì đâu? Hay do nó nặng vậy? Dạ. Đẩy ra vậy hả? Ui, lên luôn. Ui giời, mẹ ghê thế. Đây hồi nãy bảo cột chỗ này cột chưa này. Thì anh nói đục đấy đấy chỗ đấy. Đây, búa đục cưa. Rồi. Cột vào ghế lớn này để kéo đi. Rồi. Neo được cái bè ngoài kia rồi nhá. Đây. Ngoài chỗ này. Đấy. Xa khoảng 150, khoảng 200 m đấy. Đấy khoảng 200 m. Thế là nó vỡ đấy. Đầu bên ngoài á. Mai sợ quên không? Mai đi đâu không? Mà mai nấu canh rồi múc cái nước này nên cần gì mà không. Nếu mà mình canh lượng vừa đủ mình khỏi đi muối vậy. Dù 1 lít thì mình canh nửa lít nước mặn, nửa lít nước ngọt. Pha vào. Mà chứ thì nó vô khỏi bỏ muối. Mình có sáng kiến hay lấy nước biển nấu canh ngon đấy. Thì muối từ đó không phải, ra không phải muối, không phải dùng muối. Nhặt ít đấy, nhặt ít đá với này. Sữa muốn tía nấu canh này chung bác còn sao. Nóng cơm nhậu. Nếu mà nấu cơm nước mặn thì thôi khỏi phải nấu đồ ăn nữa. Anh đừng nếm, anh đừng nếm. Trộn hai thứ lại là gì đâu. Dạ, không không mai nó thì cái pin. Tính ra màu dầu quá. Nhưng mà vui. Đồ mấy anh kia đâu lên đây. Bọn nó có thuốc bỏ nó. Mời chú. Mời với anh. Em tên gì? Uống đi. Em tên Tâm. Rồi, Tâm. Đây. Em đỏ lên tên gì? Anh có xem phim tụ không không? Nhưng nhau hoặc là Hồng Hà Nhi. Nhi Tên Hồng mà Hồng Hà Nhi. Anh
lưu hồng xe gì nữa. Hồng mà tên Nhi. Anh em chạy xe ha. Dạ. Rồi, mấy anh em đang nhậu, anh Hưng nó về. Anh Hưng Minh Tý về. Nhanh hết thôi, nhanh hết mồi, hết bia. Nhanh hết bia. Đồ, ơi. Rồi anh em mình đi lấy mồi anh em ơi. Hết mồi anh em mình đi lấy mồi. Đấy. Đây là lái hả? Lái thử nha anh em. Rồi, ở đang đi vô bô luôn á, thằng đi vô đá luôn á. Lấy luôn hả? Rồi, đi thẳng luôn á, ổ vô đá luôn á. Đạp ở đây là vô đây. Dạ, đúng rồi. Nào đâu, chính xác là chỗ nào? Dạ. Ủi thánh trong bơ là được à? Ủi thánh trong bơ hả? Rồi em mình có bia với có mồi rồi nha mọi người. Bây giờ quay lại trại, quay lại lán ngoài kia. Đấy, anh Hưng anh về rồi, còn anh Tý anh quay lại. Anh Tý anh ra quay lại. Đó. Anh Tý gọi là anh Tý xăm trổ này. Nói chung là mấy anh em ở đây anh em nào cũng vui tính nhiệt tình hết nha mọi người. Đấy. Rồi giờ mình đi ra kia, nhậu tối nay say. Mà ngoài kia là không có đèn, không có điện nên chắc tối nay thôi. Mình tạm thời kết thúc video tại đây. Rồi hẹn các bạn video sau ngày mai ngày kia đấy, mình sẽ có những clip nó đẹp hơn. Hôm nay cũng chủ quan nên không có máy quay, máy đồ các thứ nên là thôi như vậy là được rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ.